Tiểu sử Đức cha Phê-rô Kiều Công Tùng. 1. Thân thế và tu tập của Đức cha Phê-rô Kiều Công Tùng. Giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng sinh ngày 24 tháng 8 năm 1964 tại Thủ Đức, thuộc giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn. Nguyên quán của ngài thuộc giáo xứ Cao Mộc, xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, thuộc giáo phận Thái Bình. Song thân của ngài chỉ có 2 người con trai và ngài là con út trong gia đình. Ngài cũng sinh trưởng trong một dòng họ có nhiều tu sĩ Công giáo, một người bác là linh mục Gioan Kim Đỗ Duy Thản, bên họ mẹ, và một bác là nữ tu, bên họ cha. Anh trai ngài từng theo học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng Long xuyên niên khóa 1971, sau đó lập gia đình và hiện sinh sống tại Hoa Kỳ. Thân phụ ngài qua đời khi ngài được 9 tháng tuổi, trong khi thân mẫu ngài hiện đã 84 tuổi. Giai đoạn năm 1975, cậu bé Phê-rô Kiều Công Tùng sắp sửa thi vào Tiểu chủng viện Xuân Lộc. Nhưng vì thời cuộc, cậu Kiều Công Tùng không theo học chủng viện và ý định đi tu một lần nữa trở lại vào độ tuổi đại học, khi cậu đủ tuổi để ghi danh vào Đại chủng viện. Do ngại ngần và khó mở lời về ý định này với gia đình, linh mục bác Gioan Kim Đỗ Duy Thản đã giúp cậu ngỏ lời với thân mẫu và hỗ trợ cậu Phê-rô Tùng ghi danh vào Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau đó cậu Phê-rô Kiều Công Tùng tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh với văn bằng kỹ sư nông nghiệp. Khởi đầu việc tu học từ tháng 10 năm 1993 bằng việc gia nhập Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Chủng sinh Kiều Công Tùng tu học tại đây cho đến tháng 7 năm 1999. Ngài là chủng sinh khóa 3 của chủng viện này, cùng tu học với 3 chủng sinh khác về sau trở thành giám mục là Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giuse Đỗ Quang Khang và Giuse Bùi Công Trác. Đây là một việc rất đặc biệt khi có đến 4 giám mục xuất thân từ cùng một khóa Đại chủng viện. 2. Thời kỳ làm linh mục của Đức cha Phê-rô Kiều Công Tùng. Phó tế Phê-rô Kiều Công Tùng được truyền chức linh mục ngày 30 tháng 6 năm 1999 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bởi Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, trở thành linh mục thuộc linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài chọn cho mình câu tâm niệm đời linh mục là muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Sau khi được truyền chức, tân linh mục Phê-rô Kiều Công Tùng được bổ nhiệm đảm nhận chức linh mục phụ tá giáo xứ Bùi Phát thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Rời xứ Bùi Phát, linh mục Phê-rô Kiều Công Tùng thực hiện mục vụ với tư cách trợ lý giáo sư chủng viện, Docenter Assistant tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn trong thời gian ngắn từ năm 2003 đến năm 2004. Trước khi được cử đi du học Hoa Kỳ tại Boston College và Boston University cho đến năm 2009. Trong suốt thời kỳ du học, ngài tốt nghiệp thạc sĩ khoa học xã hội, Master of Arts, thạc sĩ mục vụ thánh nhạc, cao đẳng Boston và thạc sĩ thần học chuyên ngành phụng tự, Viện Đại học Boston. Hoàn tất việc du học và trở về Việt Nam, ngài được bổ nhiệm làm linh mục phụ tá nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn và đảm nhận chức vụ này trong thời gian ngắn từ năm 2009 đến năm 2010. Từ năm 2010, linh mục Kiều Công Tùng tham gia giảng dạy tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Trong thời gian đó, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2016, ngài là linh mục nội trú Đại chủng viện. Ngoài giảng dạy tại Đại chủng viện này, ngài còn tham gia giảng dạy tại Học viện Công giáo Việt Nam và một số các học viện, dòng tu khác nhau. Từ năm 2016, linh mục Phê-rô Kiều Công Tùng kiêm nhiệm chức trưởng ấn tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài từng là thuyết trình viên cho đề tài bí tích thánh thể trong dịp tĩnh tâm linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm vào tháng 5 năm 2021. Đây là lần đầu tiên Ngài hỗ trợ thường huấn cho các linh mục. Trong nhiệm kỳ 2022 đến 2027, Linh mục Phê-rô Kiều Công Tùng là thành viên ban tư vấn Hội đồng Linh mục và Hội đồng Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Theo thông báo sau dịp tĩnh tâm linh mục đoàn Tổng giáo phận vào tháng 11 năm 2022. Ngoài vai trò trưởng ấn, thư ký giám mục, Linh mục Phê-rô Kiều Công Tùng còn kiêm nhiệm chức vụ trưởng nghi của Tổng giáo phận. Chức vụ trưởng nghi đảm nhận các công tác về phụng tự và nghi lễ. Ngài cũng là vị quản lý quỹ loan báo tin mừng, một quỹ đã được lập thời Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc để mua các mảnh đất vùng ven và thiết lập các giáo điểm truyền giáo trong Tổng giáo phận. Nguồn thu của quỹ này ngoài quyên góp còn có vay mượn. Tính đến thời điểm năm 2023, Tổng giáo phận còn thiếu nợ tiền vay dùng cho quỹ. Nhiều giáo dân đã nhờ linh mục chính xứ để lấy lại tiền cho mượn khi nghe tin linh mục Phê-rô Kiều Công Tùng được bổ nhiệm chức giám mục, do lo sợ ngài đi nơi khác sẽ trốn nợ. 3. Thời kỳ làm giám mục của Đức cha Phê-rô Kiều Công Tùng. Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Giáo hoàng Francisco đã quyết định bổ nhiệm linh mục Phê-rô Kiều Công Tùng làm giám mục chính Tòa giáo phận Phát Diệm. Cùng trong bản tin này, Tòa Thánh cũng loan tin bổ nhiệm giám quản giáo phận Hà Tĩnh Louis Nguyễn Anh Tuấn làm giám mục chính Tòa giáo phận này và linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ. Việc bổ nhiệm này đã kết thúc giai đoạn chống tòa kéo dài 3 năm 5 tháng của giáo phận này. Kéo dài từ khi giám mục chính Tòa Giuse Nguyễn Năng được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn vào năm 2019. Biến cố này cũng gợi nhớ đến biến cố linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, xuất thân từ địa phận Sài Gòn, nay thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, được bổ nhiệm làm giám mục đại diện Tông tòa hạt đại diện Tông tòa Phát Diệm vào năm 1933. Giáo phận Phát Diệm, theo số liệu năm 2022, có 160.493 giáo dân, 165 linh mục, 145 triều và 20 dòng, 523 tu sĩ, 177 nam và 346 nữ, 92 đại chủng sinh và 806 giáo lý viên. Tại giáo phận Phát Diệm, thông báo về việc bổ nhiệm được linh mục Anton Phan Văn Tự, đại diện giám quản giáo phận Phát Diệm ấn ký thông báo trong cùng ngày. Ngoài việc thông báo về tin bổ nhiệm, linh mục Tự cũng hướng dẫn việc đọc kinh nguyện thánh thể, đề nghị các tín hữu, giáo sĩ cầu nguyện cho giám mục tân cử và thực hiện nghi thức kéo chuông báo tin vui tại toàn bộ các giáo xứ thuộc giáo phận vào ngày 26 tháng 3. Nội dung thư cũng cho biết sẽ thông báo ngày đón tiếp tân giám mục và ngày tổ chức lễ tấn phong sẽ được thông báo sau. Vào cùng giờ thông tin bổ nhiệm được loan báo, các giám mục, một số linh mục, nữ tu và thân nhân giám mục tân cử đã tổ chức buổi cầu nguyện tại nhà nguyện Tòa Tổng giám mục Sài Gòn. Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nhân dịp này cũng công bố tân trưởng ấn kế nhiệm giám mục tân cử Kiều Công Tùng là linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa. Tin tức bổ nhiệm được giữ kín với thân nhân tân giám mục và lý do mời gia đình tân chức đến nhà nguyện Tòa giám mục là Tổng giám mục mời gia đình một bữa cơm. Tại Phát Diệm, các linh mục đại diện giám quản Anton Phan Văn Tự và phó đại diện giám quản Phêrô Nguyễn Văn Hiện, các linh mục, tu sĩ và tu sinh đã tổ chức buổi cầu nguyện tại nhà nguyện Tòa giám mục Phát Diệm. Một phái đoàn các linh mục từ giáo phận Phát Diệm đã đến chào thăm giám mục tân cử tại Tòa Tổng giám mục Sài Gòn vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Phái đoàn giáo phận Phát Diệm gồm có đại diện giám quản Anton Phan Văn Tự dẫn đầu và các linh mục đảm trách các vai trò tại Phát Diệm như trưởng ấn, giám đốc tiểu chủng viện, đại diện tư pháp, ban tư vấn, truyền thông, và hai nữ tu tổng cố vấn dòng mến thánh giá Phát Diệm. Trong buổi gặp mặt này, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám quản giáo phận Phát Diệm cho biết ngài và Giám mục tân cử Phê-rô Kiều Công Tùng sẽ dự kiến đến Phát Diệm ngày 31 tháng 3 để bàn thảo chuẩn bị cho lễ tấn phong cho tân Giám mục, dự kiến cử hành ngày 16 tháng 5 năm 2023. Giáo phận Phát Diệm chào đón Giám mục tân cử Phê-rô Kiều Công Tùng đến giáo phận vào sáng ngày 5 tháng 5 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Trước đó, chuyến bay chở Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng và Giám mục tân cử đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, và đoàn đi theo con đường quốc lộ 10 để đến giáo phận Phát Diệm. Cộng đoàn giáo dân giáo phận Phát Diệm chào đón hai giám mục từ đầu đường Phát Diệm, trong khi ban tổ chức cũng cho bố trí chân dung giám mục tân cử ở đảo Tiểu Cảnh giữa lòng hồ trước mặt tiền nhà thờ chính tòa. Trước khi vào nhà thờ, giám mục tân cử đã tiến hành nghi thức hôn đất nhận giáo phận. Trong buổi chào đón, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thông tin về tiến trình chọn giám mục mới cho giáo phận Phát Diệm đã kéo dài 3 năm rưỡi, đồng thời nêu lý do về việc giám mục tân cử không xuất thân từ linh mục đoàn giáo phận Phát Diệm. Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bác bỏ nhiều tuyên bố cho rằng chính ngài đi tìm giám mục mới và tuyên bố rằng việc chọn giám mục là không đơn giản. Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cho biết sau khi ngài rời Phát Diệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, nhiều linh mục và nữ tu giáo phận đã được hỏi để đề cử ứng viên cho chức giám mục Phát Diệm. Tổng Giám mục bác bỏ Giám mục tân cử là do đề xuất của ngài và cho rằng việc bổ nhiệm đến từ kinh nghiệm và sau quá trình điều tra của Tòa Thánh. Giám mục tân cử Phê-rô Kiều Công Tùng gửi lời cảm ơn mọi thành phần tín hữu giáo phận Phát Diệm đã hiện diện để đón chào tân giám mục. Sau các chia sẻ trong nhà thờ chính tòa, hai giám mục đã đến thắp hương tri ân tiền nhân tại nhà truyền thống giáo phận Phát Diệm. 4. Ý nghĩa huy hiệu và khẩu hiệu của Đức cha Phê-rô Kiều Công Tùng. Giám mục tân cử chọn cho mình khẩu hiệu, ý tưởng từ thư thánh Phaolô gửi cho các tín hữu tại Galat, chương 5 câu 25, nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy bước đi trong thần khí. Vắn gọn là đi trong thần khí, tiếng Latin Spiritu Ambulamus. Ngài cho biết vì được bổ nhiệm chức giám mục trong bối cảnh giáo hội trong một tiến trình hiệp hành, ngài chọn khẩu hiệu theo tinh thần này. Ngài cho biết ý tưởng câu khẩu hiệu cùng đi trong thần khí là quyết tâm cá nhân của mình và tin tưởng Chúa Thánh Thần sẽ luôn hiện diện, đồng hành và hướng dẫn ngài trong vai trò giám mục, một công cụ của Thiên Chúa. Thể hiện qua câu khẩu hiệu này, ngài mong muốn trong chức giám mục mình không những có thể quy tụ mà còn có thể hiệp hành với giáo dân. Sử dụng bút danh cung trầm, Giám mục Kiều Công Tùng sáng tác một bài thánh ca mới với chủ đề là chính khẩu hiệu này của ngài, mang tên đi trong thần khí. Bài nhạc này được chuẩn thuận dùng trong phụng tự công giáo bởi Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng vào ngày 28 tháng 3 năm 2023. Hình ảnh huy hiệu của Giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng, theo ngài, gồm 3 phần chính, cộng đoàn giáo hội hiệp thông, có lời Chúa dẫn lối và Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Huy hiệu có nền màu đỏ, biểu tượng cho máu các thánh tử đạo đã gieo mầm đức tin cho cộng đoàn. Hình ảnh nhóm người là biểu tượng cho sự hợp nhất của giáo dân tại Phát Diệm. Và hình ảnh biểu tượng chim bồ câu có đôi cánh rực lửa đại diện cho Chúa Thánh Thần hiện diện và tác động cùng với biểu tượng quyển sách đại diện cho lời Chúa. Nghi thức truyền chức được cử hành bởi chủ phong là Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông tòa Phát Diệm và hai giám mục phụ phong, gồm Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh và Giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long. Bài giảng lễ được thực hiện bởi Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Đồng tế và tham dự buổi lễ còn có đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam Marek Zalewski, Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, 25 giám mục Việt Nam, khoảng 200 mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo dân và các khách mời. Trong lời cảm tạ, tân giám mục bày tỏ tâm tình gần gũi và hợp nhất với giáo dân Phát Diệm và mời gợi họ cộng tác tiếp tục thực hiện các chương trình chung của giáo phận, cũng như thực hiện 3 ước mơ của vị tiền nhiệm giám mục Giuse Nguyễn Năng, gồm lắng nghe và sống lời Chúa, yêu thương hiệp nhất và hăng say sống tin mừng. Tân giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng tổ chức lễ tạ ơn và cầu nguyện cho sứ vụ giám mục của mình tại giáo xứ Cao Thái, Tổng giáo phận Sài Gòn ngày 20 tháng 5 và tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn ngày 21 tháng 5. 5. Mục vụ trong tư cách làm giám mục giáo phận Phát Diệm. Tham dự kỳ họp thường niên lần thứ nhất năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, giám mục tân cử Phê-rô Kiều Công Tùng chủ sự nghi thức trầu thánh thể trong khuôn khổ việc kết thúc ngày thứ hai của kỳ họp vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2023. Trong thông báo đề ngày 16 tháng 5 năm 2023, giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng cho biết sẽ giữ nguyên các chức vụ của các linh mục trong giáo phận Phát Diệm cho đến khi có thông báo mới. Chánh văn phòng tòa giám mục Phát Diệm Phạm Văn Thịnh ấn ký thông báo. Tại Tổng giáo phận Sài Gòn, chia sẻ trong lễ tạ ơn ngày 21 tháng 5, giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng cho biết sẽ tiếp tục việc bàn giao sứ vụ vốn chưa hoàn tất tại Tổng giáo phận trong vài ngày sắp đến. Giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng chính thức cử hành lễ khởi đầu sứ vụ nhân dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 28 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng có cuộc gặp với các chủng sinh giáo phận vào ngày 5 tháng 6 và linh mục đoàn giáo phận nhân dịp tĩnh tâm tháng vào ngày 6 tháng 6. Nhân cuộc tĩnh tâm này, giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng có cuộc gặp với các linh mục quản hạt, trưởng và phó các ban ngành và đoàn thể tại giáo phận nhằm nắm bắt tình hình và địa bàn giáo phận. Nửa cuối tháng 6 năm 2023, giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng có các chuyến thăm viếng mỗi giáo hạt một ngày. Ngài đã đến thăm các giáo hạt Bạch Liên ngày 14 tháng 6, Ninh Bình ngày 15 tháng 6, Đồng Trưa ngày 16 tháng 6, Cách Tâm ngày 20 tháng 6, Phúc Nhạc ngày 21 tháng 6, Tôn Đạo ngày 22 tháng 6, Văn Hải ngày 23 tháng 6, Vô Hốt ngày 30 tháng 6. Trong khuôn khổ buổi huấn Đức ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng chia sẻ về việc mục vụ tại giáo phận Phát Diệm. Giám mục Phê-rô Kiều Công Tùng cho biết Phát Diệm là một giáo phận đón nhận công giáo lâu đời. Tuy vậy tỷ lệ giáo dân trong giáo phận không đồng đều. Ở một số vùng trên 90%, trong khi đó một số vùng chỉ khoảng 1 đến 2% tổng số người dân là giáo dân công giáo. Do đó, giám mục cho biết công tác mục vụ vừa là chăm sóc cho giáo dân công giáo, vừa phải thúc đẩy công tác truyền giáo.